Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có khoa học, không có lịch sử, không có kiến thức, không có gì cả. Chỉ có cuộc đời của anh Di Leo thanh lịch vô được khắp vũ trụ thôi. Tại sao tôi trẻ tới mức chỉ làm một clip để nói về bản thân mình? Tại vì hình như là các bạn coi những thứ ở trong cái kênh của tôi. Kênh của tôi nó giúp cho các bạn biết thêm về thế giới bên ngoài, về bản thân các bạn. Nhưng các bạn lại không biết gì về tôi, cái người đang làm cái kênh đó. Thành ra có nhiều người ta đi nghe những cái thằng con nít nghe những cái câu mà thiệt là ba láp ba xàm, kiểu như Di Leo giờ đang bên Mỹ á, Di Leo đang ở Úc á, Di Leo không có ở Việt Nam. Trong khi tôi làm clip rõ ràng Di Leo đang ở đâu, nhìn vô nghe tiếng gà gáy ngay đường xe lửa mà các bạn nói tôi ở nước ngoài được là các bạn cũng hay lắm đó. Thành ra đây không phải là cái clip đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà làm clip trong chuỗi những cái clip nói về cuộc đời của tôi để giúp các bạn hiểu tôi bình thường làm gì, ăn uống như thế nào. Mặc dù tôi thẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ nhưng mà tôi cũng giống như mấy bạn rồi đó, tôi có những cái suy nghĩ rất là trẻ con, trời dễ thương đó mấy bạn ơi. Thật ra là hồi xưa tôi cũng có làm vlog rồi, nhưng tôi quay lại tôi làm lại thôi để giúp cho các bạn hiểu. Và khi làm vlog thì chắc tôi sẽ không có đầu cái nón này. Mặc dù trong cái clip của tôi nó cũng có nhiều kiến thức lắm, nhưng mà ok, tại vì đây không phải chuyên tập trung vô là kiến thức gì hết, mà tập trung vô vlog thôi, về cuộc đời của tôi thôi. Và trong cái clip này tôi sẽ nói về cái chuyện mà tôi đang phải gặp phải, đó là cái bệnh mất ngủ. Tôi bị bệnh mất ngủ khoảng cái tuần nữa đó mấy bạn, mệt mỏi lắm. Cho nên hôm nay tôi làm clip này để giúp cho các bạn hiểu là tôi đã làm gì để vượt qua cái bệnh mất ngủ đó, và những cái kinh nghiệm của tôi có thể giúp cho các bạn được gì trong tương lai. Cho nên còn chờ gì nữa, chúng ta đi vào nội dung chính đi nào. Như các bạn cũng thấy, tóc tai của tôi nó hơi tè tùa. Một phần là bởi vì từ hồi giãn cách tới giờ không cắt tóc cắt tí gì hết trơn đó. Giờ tôi quên luôn mất cái người cắt tóc cho tôi rồi. Xin lỗi em nha, hình bóng của em đã không còn ở trong tâm trí của anh nữa. Bây giờ gặp lại ngoài đường, chắc chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ. Cho tới khi em rút cây kéo ra và nói cho em cắt tóc cho anh nghe Di Leo là được rồi, anh sẽ biết đó chính là em. Ok, thôi bỏ đi. Quay về cái vấn đề chính là tôi đang nói về cái chuyện mất ngủ. Thì các bạn cũng thấy gần đây clip của tôi không có ra nhiều, là bởi vì tôi bị mất ngủ rất là kinh khủng. Nguyên một đêm tôi ngủ không có được, nằm từ 11 giờ cho đến 6 giờ sáng trằn trọc hoài không có ngủ được. Mình giống như là một chút xíu nữa là mình vô được cái giấc ngủ rồi thì tự nhiên giật mình mắt đái, cái đó là thức dậy phải đi đái, thậm chí là không đi đái, cứ giật mình vậy là không có ngủ lại, không cách nào ngủ được. Cho tới 6 giờ mấy lúc đó mới thiêu thì bỗng tự nhiên nghe có tiếng reng bật lên, thì anh giao hàng. Anh ơi, xuống lấy hàng lẹ lẹ lên giùm em. Trời đất ơi, bây giờ ông lẽ mình đánh một sao, tại vì tôi đang ngủ mà đánh tôi thức dậy. Nhưng không, xuống dưới gặp ảnh nhưng phải mở ra nụ cười dễ thương đáng yêu sau cái khẩu trang. Anh không có biết, anh nhìn cặp mắt của mình mới biết là mình đang cười. Xong rồi mình đánh cho ảnh 5 sao, thậm chí đưa thêm 1-2 ngàn, tại vì thổ mấy người đó chờ chạy ngoài đường mệt lắm. Còn mình thì mình ở nhà mình khỏe, anh đã thôi kệ, cố giúp ta nhiều được nhiều hay ha. Ok, nhưng mà quay trở lại vấn đề chính là mất ngủ. Mất ngủ nó dẫn tới là mình bị cọc tính, mình bị mất tập trung, mình không có suy nghĩ được gì ngoài cái chuyện muốn ngủ, mà muốn ngủ nhưng mà lại không ngủ được, cho nên tim bị đập nhanh. Thành ra tôi muốn đi khám lắm, nhưng mà thời điểm bây giờ là thời điểm mà ngay cả bệnh viện cũng giãn cách luôn. Thậm chí bữa có cái tấm hình gì đâu mà hết giờ cấp cứu, hết chuyện đó là mắc cười dễ chơi thôi, mà ai ngờ hình như thiệt đi khám rất là khó. Cho nên tôi phải tìm cách tự chữa cho mình trước, rồi bắt đầu đi chữa ở bệnh viện sau. Chị bạn chỉ tặng cho tôi một cái hộp. Hộp này là hộp kẹo ngủ melatonin, uống 2 viên này vô thì sẽ ngủ được. Thì thật sự là uống cái này vô thì ngủ được, nhưng mà giấc ngủ nó không có sâu và bị mệt lắm. Và tôi cũng uống 1-2 bữa thôi là tôi không có xài nữa, tại vì tôi sợ là mình bị phụ thuộc vô những cái thứ như vậy. Khi mà mình phụ thuộc tới lúc mà mình không có uống nó nữa, mình lại mất ngủ, lúc đó nó nguy hiểm hơn nhiều. Tại vì giống như là thiếu thuốc lần thuốc rồi đó mấy bạn. Thành ra tôi mới quyết định tìm tới những phương pháp khác kinh khủng, căng thẳng hơn. Và một trong những phương pháp đó là đi châm cứu. Nói thiệt với mấy bạn, tôi rất là sợ châm cứu. Tại vì các bạn biết sao không? Bác sĩ chuyên gia có cái màn dỗ ngon dỗ ngọt mình theo kiểu vậy nè. Trước khi lấy kim chích vô người mình hay nói cái câu như kiến cắn vậy đó. Thôi bớt giỡn, cắn khỉ móc, kiến nào mà nó cắn đau dữ vậy. Nguyên cái kim vào thằng lòn chích thẳng vô người mình vậy nè. Con nít nó còn không tin nữa chứ đừng có nói người lớn. Bình thường mình đi chích bình thường một cây kim thôi, châm cứu trời ơi quá trời, cái kim chấm giống như mình là con nhím vậy đó.
đau lắm chịu sao nổi. Ai ngờ tới lúc đi châm cứu thực sự thì hóa ra nó không có đau. Bạn tôi là nhà báo Mai Quốc Ấn, ông đó ông làm mấy cái mà khẩu trang xếp lai á, các bạn nếu mà có nên mua cái đó tại vì nó bảo vệ tốt lắm. Thì mới dẫn tôi qua bên bệnh viện quận 2, mà nói bệnh viện quận 2 nó xa lắm mấy bạn, nhà tôi ở khu trung tâm mà chạy ra đó trời đất ơi xa dịu vợi luôn, xa múc chỉ cái tha luôn, tới nơi vô trong đó để người ta đâm mình nắc bấy thân thể mình thôi sợ lắm, nhưng mà vẫn phải đi tại vì mất ngủ quá, bây giờ làm đi đâu cũng đi hết trơn hết, làm sao cho nó hết mất ngủ thôi. Thì vô á thấy cũng bình thường, nói chung mọi người cũng dễ thương lắm. Vô anh yên tâm, vô đây cứ nằm xuống đi, một lát nữa để cho tụi em lo. Bác sĩ nói như vậy thôi chứ tôi cũng thấy lo lắm, bụng tôi lo vô cùng luôn. Vô thì bác sĩ mới nói là anh bị đau vai cổ gáy nè. Gáy á chứ không phải là gái đâu. Thì nằm xuống bác sĩ bắt đầu nhấn. Thì các bạn biết không, trước khi mà tôi đi vô bệnh viện chữa những cái này á, tôi thấy người tôi nó không có đau gì hết trơn á. Mà suy cái bác sĩ nhấn một hồi xong cái tự nhiên thấy chỗ nào nó cũng đau hết. Vai đau, cổ đau, gáy đau, chỗ nào cũng đau hết trơn hết á. Bác sĩ nhấn vô đâu đau chỗ đó cái nói, hồi tôi mới nói bác sĩ đừng nhấn nữa được không? Em thấy đau quá bác sĩ ơi. Bác sĩ nói cũng được, tôi không nhấn gì chỉ qua tôi đâm kim mà. Trời đất ơi sao vậy, đánh vô dưa khịt vô dưa khổ quá. Nhưng mà thôi kệ, lỡ đi chữa rồi thì phải làm sao. Bắt đầu bác sĩ mới nói yên tâm, không có đau đâu, như kiến cắn thôi. Trời ơi, đừng dối tôi chứ. Cái bắt đầu nghe tiếng xoạt xoạt, rồi nghe tiếng rút rút, mình biết là đang rút kim, mình không nhìn nhưng mà vẫn cảm nhận được. Bác sĩ đâm một cái, trời đất ơi. Hình như đúng là kiến cắn thiệt. Ha, hay vậy đó mấy bạn. Cái phần mà châm cứu á, kim rất là nhiều kim. Sau khi mà tôi chụp hình lại, tôi thấy trên lưng tôi một đống kim luôn đó. Nhưng mà không có đau. Tức là mình chỉ bị gồng gồng cứng chút xíu thôi, bị hơi gai gai lúc đầu đâm như thôi, chứ mình không có thấy đau. Các bạn nhìn thấy cái lưng tôi giống cái đồ cắm kim không? Tôi sợ là rút ra ngồi nó uống nước vô là tự động nước nó chảy ra theo đường nó hết hết trơn á. Tôi thấy, ủa, đâm vậy cũng đâu có sao đâu. Thôi lần sau đâm nhiều nhiều cho nó đã hơn nha. Cái tới lúc tôi tỉnh dậy tôi mới phát hiện ra cái kim đó nó không có ngắn mấy bạn. Nhìn thấy sơ sơ vậy thôi tưởng nó ngắn ngắn lắm, hóa ra một cái kim nó dài 10cm. Nhưng mà 10cm thôi chứ còn mà các bạn thấy cái lúc mà kim mà nó đâm vô tay mình á, kim dài kim ngắn không quan trọng, nó là kim là nó đáng sợ rồi. Mà bây giờ cái kim dài thì chắc chắn nó sẽ đáng sợ hơn gấp bội luôn. Cái kim này nó dài thòn lòn 10cm. Trời ơi, 10cm ở trong đơn vị y tế nó giống như là 80 cây số vậy đó bạn. Mà tôi không hiểu làm sao cái cây kim nó đâm thẳng vô người mình được mà mình không đau. Why? Tuyệt vời. Xong rồi cái bác sĩ kê đơn cho cái thuốc này, đó là an thần bổ tâm về uống. Cái này là 6 viên. Thì cái này thuốc đông y cho nên tôi ít sợ bị tác dụng phụ hơn. Tôi uống tới giờ thì tôi cũng thấy an thần dữ lắm. Nhưng để chắc ăn tôi lại đi một cái chỗ khác. Nói chung là các bạn cũng biết khi mà có bệnh mình giái tứ phương. Thì mình giái quận 2 này, mình giái quận 6. Đó là do mẹ tôi kêu đi quận 6 đi. Đi cái chỗ này làm chạy điện đó, nó cũng tốt lắm con. Thì bây giờ thôi cứ làm, tại vì chắc chắn một điều là mình đi châm cứu xong là nó không hết liền. Bảo đảm thôi mình cứ đi làm thêm cái chạy điện nữa đi. Thì cái chỗ này nó cũng xa lắc xa lơ luôn. Một hồi chạy múc chi cà tha tới quận 6 vô nó xong bắt đầu người ta đeo vô người tôi những cái miếng dán lên trên người chằng chịt. Các bạn coi clip các bạn cũng thấy đó, nguyên một cơ thể của tôi, một cái làn da trắng nõn nà như vậy đó, mà từ trên xuống dưới ở đâu cũng có điện hết trơn đó. Dòng điện 500 kV chạy qua cái thân thể bé nhỏ nhưng mà cường tráng của tôi, giật tung cửa mình của tôi luôn. Nhưng mà giật xong cái thấy nó cũng đã lắm đó mấy bạn. Thấy nó phê lắm. Các bạn nếu có điều kiện thì các bạn nên đi giật điện. Giật điện xong rồi còn bẻ khớp, rồi tè le tùm lum hết ra, rồi còn cạo gió nữa chứ mấy bạn. Mà mắc cười lắm. Những người làm đông y á hay có một cái nói là vậy này: gió nhiều lắm, thấy không, nhìn thấy không, cạo mồ hôi trên lưng mình thấy đỏ đỏ đỏ, kêu đó thấy gió không, gió quá trời gió luôn. Dạ thưa bác sĩ, em thấy máu, em thấy đau chứ em không thấy gió. Gió là cái gì? Thì đó, gió là cái này nè, cạo nó ra gió. Nhưng em không có thấy gió, em chỉ thấy đỏ, em thấy bầm, rồi em thấy máu, em thấy đau thôi chứ đó đâu phải là gió đâu. Gió đó là gió đó em. Thì trong đầu tôi khi nghe những cái đó tự nhiên tôi mới bật ra những câu hỏi: gió là gì, gió đến từ đâu? Rồi gió đừng hồn lên biết em,
rồi gió điểm hôn lên má em. Thôi ok, bỏ qua được cái vấn đề bà lá bà xàm nữa đi. Các bạn nhớ bấm subscribe cái clip này nghe chưa. Tôi nghĩ là sau này các bạn coi vlog của tôi các bạn sẽ thấy hay lắm. Tại vì vlog của tôi nó không chỉ đơn giản là nói về cuộc đời của tôi đâu, mà nó có những thứ mà các bạn không biết nữa. Chẳng hạn như là châm cứu, chẳng hạn như là đi giật điện. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy không? Thì sau khi mà giật điện, cạo gió, châm cứu gì thì tôi cảm thấy tình trạng nó có hơi cải thiện hơn một chút xíu. Nhưng mà về cơ bản thì mình cũng vẫn còn đang bị mất ngủ, với lại mình cũng không thể nào mà điều trị cái là xong được liền. Thành ra cũng viết status lên trên Facebook để mà kiếm like. Ngay cả cái chuyện mà mình bị mất ngủ mình có thể kiếm like được chứ mấy bạn. Thấy hay không? Mà dù trong cái tình trạng mà bị mà cứ bằng cấp bách, quẩn bách nhất, nhưng mình vẫn biết đây là cơ hội để mình kiếm like. Viết những status vô cùng hay ho luôn, rồi like quá trời like luôn. Nhưng không có cô gái nào chạy tới chữa cho tôi hết. Tại vì có nhiều đứa nó nói anh bây giờ anh bị mất ngủ là anh chỉ cần là làm cùng một cô gái là cho hết giờ luôn, chờ cho hết dịch thôi, thì như vậy anh mới qua được cái cơn mất ngủ này. Tại vì hai người mà cùng mà lướt lều một hồi tự động là mệt mỏi là lao vào giấc ngủ liền à, ngủ hồi xong thức dậy rồi lại lao vào giấc ngủ nữa đó, vậy đó. Nhưng cái mùa này là mùa giãn cách mà, ở đâu ra, trời đất ơi là trời, không có đi ra đường ăn uống, không có dắt nhau đi trên những cung đường xa, rồi đi những cái chỗ mà thơ mộng như Đà Lạt này nọ, thì làm sao ở đâu ra mà lêu lèo. Trời đất ơi, nói những cái câu nghe thấy bực mình luôn. Đó là giải pháp không có xài được. Có những người khác lại nói anh ơi, anh hút cần đi, hút cần xong bảo đảm ngủ ngon lắm. Nhiều người cũng hù vô. Đúng rồi, hút cần đi anh. Tôi thấy cũng hay, nhưng cần đâu. Mấy bạn nên hút, nhưng mà mấy bạn không gửi cần thì làm sao tôi hút. Trời đất ơi, các bạn vừa thôi chứ các bạn. Anh ơi, cái này hay lắm, cái này hay lắm. Nhưng mà không đưa thì làm sao biết nó hay. Cách hay nhất để các bạn giúp tôi đó chính là donate cho tôi. Làm như vậy các bạn chính là đã đưa tiền cho tôi để tôi mua những cái thứ mà tôi cần. Má công nhận mình trực trạng dễ sợ. Nói vậy thôi chứ các bạn làm thì cũng được. Không làm thì cũng nên làm đi nghe chưa. Và cũng có người nói tôi cách chữa là nên uống saffron. Những bạn này dễ thương, bạn nói là nên uống saffron. Và có bạn, bạn gửi cho tôi một cái uống saffron. Thì nó cũng có nhiều đầy, má thấy này nhỏ xíu nhưng mà bạn nói uống một lần 4-5 cộng luôn nghe chưa. Anh pha với 200-300ml nước, tức là khoảng ly nước ấm á. Xong uống trước khi ngủ là khoảng 30-40 phút. Rồi anh uống ngủ vô là bảo đảm ngủ ngon lắm. Trời ơi, bữa đó tôi mừng lắm, tôi nghe này biết sao không. 11 giờ khuya tôi tính là 12 giờ ngủ quá, tôi xuống, cái bắt đầu tôi mở ra để tôi pha nước. Trời đất ơi, sau khi tôi dặn mở, cố gắng hết sức trong vòng 2 tiếng đồng hồ để mở ra, stress không ngủ được luôn. Cái hũ saffron không biết bằng cái gì mà cho tới bây giờ tôi vẫn không có mở ra được nó đó mấy bạn ơi. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy nè. Làm sao mà có thể sáng tạo ra được một cái hũ mà. Má khổ quá trời đất ơi. Tới giờ cũng vẫn chưa mở, chưa được uống được nữa. Vui nhất mà cũng là khổ nhất thì lại có nhiều người gửi thêm những hộp saffron khác. Trời đất ơi, tôi rất là cảm ơn các bạn. Không, cái này là cảm ơn thiệt tình luôn á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn là những người mà các bạn ủng hộ thiệt sự luôn đó. Không phải chỉ có hai bạn này đâu, mà còn mấy bạn nữa. Anh ơi, mặc dù anh đã có nhận rồi nhưng mà anh cũng nhận của em rồi chứ. Cái này là cái lòng của em chứ. Thì nói thiệt, tôi rất là cảm ơn các bạn luôn đó. Mà giờ tôi nhận vậy xong rồi, sợ uống cũng chưa hết nữa. Mà quan trọng là có mở ra được hay không nữa chứ. Nhưng mà nhìn những cái hộp như vậy tôi rất là cảm ơn. Mà các bạn biết không, không phải chỉ gửi như vậy thôi, mà bạn còn có gửi cái cách cẩm nang sử dụng cái saffron nữa. Mà trong đó là có luôn cả cái bức thư gửi của bạn này. Bạn ghi là anh Gia Huy, gửi từ MV fan của anh. Thân gửi anh Gia Huy, anh Dưa Leo. MV đã theo dõi kênh kiến thức của anh Leo rất lâu và rất ngưỡng mộ sự học cao tài rộng, sự khéo léo, cách dẫn chương trình hấp dẫn lôi cuốn của anh. Anh má, cảm ơn anh Leo đã mang đến món ăn tinh thần cho mọi người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Em rất ngưỡng mộ anh. Em xin gửi món quà sức khỏe này để bảo vệ anh vào mùa dịch căng thẳng như thế này. Em chúc anh Leo sẽ ngày càng phát triển thành công hơn nữa. Em chúc anh Gia Huy những điều tốt đẹp nhất. Em Vi Diễm. Cảm ơn em rất là nhiều. Không phải chỉ có cảm ơn em thôi mà cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những cái món quà này. Dù là quà tinh thần hay là quà vật chất rõ ràng như vậy. Mà mấy cái hộp này đẹp chứ mấy bạn. Đẹp ở trong nó, mà tức là cái cách gói cũng đẹp, mà cái nội dung cũng đẹp, mà cái thông điệp tới cũng đẹp luôn. Thành ra mặc dù đây là một cái clip nói về cái chuyện mà tôi bị mất ngủ và cái hành trình tìm cách chữa mất ngủ của tôi, nhưng mà tôi cũng muốn dùng cái clip này để cảm ơn tới các bạn, những người đang theo dõi tôi một cách âm thầm hoặc là lộ liễu, hoặc là ủng hộ tôi bằng mắt không thôi, hay là ủng hộ tôi bằng thực sự, bằng những thứ như vậy, hay là những cái phần donate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì cái đó. Thành ra tôi nghĩ là tôi sẽ cống hiến nhiều hơn nữa, tức là sẽ có nhiều chương trình, có những cái clip hay hơn nữa. Và một trong những cái đó là cái series vlog của tôi, để giúp cho các bạn ngoài những cái kiến thức đến từ cái quán ăn tinh thần của tôi,
như là những kiến thức tâm lý như là PTSD là cái gì các bạn coi để các bạn sẽ biết, thì các bạn cũng sẽ có thêm những cái cách nhìn đời, nhìn cái cuộc sống qua cái cuộc sống của tôi, qua thông qua cái series vlog của tôi. Hồi xưa tôi cũng có làm vlog nhưng mà tại tôi làm biến, giờ tôi chuyển qua tôi làm này, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã đến lúc phải làm lại vlog rồi để giúp cho các bạn hiểu và để đánh tan những cái suy nghĩ, những cái lời xuyên tạc phỉ báng dại của cái đám bá láp suốt ngày nó cứ nói tôi là đi nước ngoài trốn đi rồi, trong khi tôi chật dần ở Việt Nam đây nè. Xin cảm ơn các bạn, và clip này có thể coi như là tới đây là hết rồi đó, tại vì tôi vẫn chưa có hết mất ngủ, đỡ hơn rồi. Nhưng mà nhìn những món quà như vậy, nhìn tấm lòng của mọi người thì tôi cảm thấy là tôi sẽ ngủ ngon được, bởi vì tôi biết các bạn vẫn đợi những cái kiến thức và những thứ tôi làm ra cho các bạn, những cái món ăn tinh thần tuyệt vời. Cho nên các bạn còn chờ gì nữa mà không bấm subscribe và share những clip như vậy để sau này có nhiều clip hơn. Nhớ nha, bây giờ thì tạm biệt, chúng ta tạm biệt ở đây. Hy vọng là tôi sẽ hết mất ngủ.